Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Thì lâu lắm rồi, hôm nay mình mới có dịp để làm video mới. Thì trong cái video hôm nay á, rất là đặc biệt là mình có cơ hội đập hộp một cái món đồ mới cho mọi người cùng xem, cùng khám phá với mình nhá. Xin giới thiệu với mọi người, thì hộp này bự lắm. Đó, đây là cái GoPro 10 mới ra, nóng hồi luôn, nóng bỏng tay. Đó, thì mình sẽ mở hộp cái này, rồi giới thiệu cho mọi người xem trong cái hộp này là có những cái gì. Rồi mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách thức mà mình mua, làm sao để mua được cái GoPro này, hàng mới ra, chính hàng, với giá rất rẻ, rẻ giật mình. Thì bản thân mình cũng mới khám phá được thôi. Thì mình tìm hiểu trên internet ấy, thì mình thấy nhiều người cũng không biết về cái vấn đề này, hoặc là nhiều người biết nhưng mà sợ, không có chắc chắn là có đúng chính hàng hay không. Thì nhân tiện đấy á, mình sẽ quay video đập hộp cho mọi người xem, xong rồi sau đó á, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình mua cái này là như thế nào và tiết kiệm tiền như thế nào cho mọi người xem. Cho những ai chưa biết á, thì mọi người thông qua đây mọi người sẽ biết được cách thức mà mua được GoPro 10 với giá rẻ nha mọi người. Rồi, mời mọi người theo dõi mình đập hộp nha. Thì cái đồ này của mình á, là mua trực tiếp từ bên Mỹ. Thì mình mua cái món đồ này á, là vào ngày 26 tháng 9 năm 2021. Đó, thì hôm nay cái ngày mà mình nhận á, là ngày 29 tháng 9 năm 2021. Thì vỏn vẹn chỉ có 4 ngày thôi. Đó, rất là nhanh. Người ta hứa với mình là từ 4 tới 5 ngày. Mà cái ngày 26 mình mua là nhằm vào ngày Chủ nhật. Đó, thì mình không nghĩ là người ta làm việc. Nhưng mà kể cả tính ngày đó đi nữa thì hôm nay mới chỉ có 4 ngày mà mình đã nhận được hàng rồi. Thì mình rất là happy về cái việc shipping luôn. Đó, còn chất lượng và gói ghém trong này như thế nào thì để bây giờ không chần chừ nữa, mình sẽ mở cho mọi người xem nha. Một hộp, hai hộp, bốn hộp, năm, sáu, bảy, tám. Hộp cuối cùng, hộp thứ 9. Bây giờ mình sẽ đi qua từng thứ một cho mọi người xem nha. Cái quan trọng nhất này, đây, cái này là cái GoPro Hero 10 mới ra, nóng hồi luôn. Đó, cầm phòng tay. bộ này mình mua là cái bộ bundle, nó đi kèm thêm những cái thứ accessory ở trong này nữa. Thì cái bộ mà GoPro mà Hero 10 này, cái loại bundle này á, là ở Úc mình check giá, giá Úc là 819 đồng. Đó, cho cái bộ này. Rồi, thì vì lâu rồi mình không xài GoPro cho nên là mình phải mua thêm một số accessory để xài chung với cái máy này. Đó, thì cái mục đích chính của cái máy này á, là tụi mình sẽ dùng để quay vlog. Đó, cho nó gọn để nó tiện. Đấy. Rồi, thì mình giới thiệu sơ qua những món đồ tiếp theo nhá. Đây là cái gầy này. Đó, gắn GoPro vào, cái gầy này là kéo dài. Kéo dài được 97 xăng lận. Đó, đây là viên pin dự phòng. Thì trong cái bộ GoPro Hero 10 mà bundle này á, là đã có một viên pin rồi, hay là hai viên gì á, để chuẩn là mình mở hộp để mình cho mọi người xem luôn. Nhưng mà vì tụi mình nhiều khi đi camping dài ngày á, thì tốt nhất là mình sẽ mua thêm cái pin dự phòng này cho nó chắc ăn. Đó. Rồi, tiếp theo là cái để sạc pin. Thì để sạc này là sạc được hai pin cùng một lúc, rồi đi kèm thêm một viên pin nữa, cũng là cái thứ mình cần nữa, cho nên mình cần phải mua. Đó. Rồi, cái này là cái chân để gắn cái GoPro vào. Nhưng mà cái loại này á, là mình có thể xoay được cái máy, xoay qua xoay lại như thế này, nó rất là tiện luôn. Đó. Còn cái bộ này á, cái này là cái đèn để mình gắn vào GoPro để nhờ khi mà quay phim buổi tối á, có cái đèn này thì nó rất là tiện, quay trong trường hợp thiếu sáng á thì nó giúp rất là nhiều. Đó.
Rồi. Còn cái này. Cái này á, là để mình gắn cái microphone vào. Thì cái bộ này là đi kèm với cái microphone để giảm tiếng ồn. Nhưng mà bình thường mình xài cái mic không dây này nè. Bình thường mình xài cái mic không dây này thì mình sẽ phải có cái bộ này mình mới gắn vào được. Thì để quay phim cho nó tiện, mà người nghe sẽ rõ hơn. Đó. Tiếp đến cái này á, là cái sạc nhanh cho pin của máy GoPro. Bình thường á, ngày xưa lúc mình xài cái GoPro cũ á, thì mình hay lấy mấy cái sạc điện thoại á, mình sạc mấy cái pin đấy. Nhưng mà thôi, đợt này vì biết được cái giảm giá đấy, cho nên là nhân tiền đó thì mua cái này luôn để xài, để cho cái pin là sạc được tốt, được đúng hơn. Đó. Rồi. Còn cái này này, cái này rất là hay. Cái này là cái gầy mà gập lại được. Đó. Thì ngày xưa lúc mình xài cái GoPro cũ á, mình có một cái rồi. Nhưng mà cái này là cái loại three way mà loại đời mới hơn. Thì mình muốn mua về để so sánh với cái cũ của mình xem là khác như thế nào và là tốt hơn không nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái GoPro trước đây của mình. Đây. Cái này là cái GoPro Hero 4 Black. Mình có cái này từ khoảng 2015, 2016 gì đó. Đó, thì 2015. Thì từ đợt đấy tới bây giờ thì mình vẫn sử dụng cái này mà không còn nâng cấp. Đó. Cái này thì rất là tốt nhá, ở trong là không có xước xiệc gì hết luôn. Đấy, không có xước gì luôn. Đó. Nhưng mà bất tiện một cái là vì cái này là body cũ, nó không như những cái dòng Hero mới, thì cái body này nó không chống nước được. Rồi có cái hộp của nó cong kênh nữa, cho nên là thôi. Vậy là cái Hero mới á, nó hỗ trợ nhiều thứ, chất lượng hình ảnh nó cũng tốt hơn nữa. Thôi, vì mọi người luôn ủng hộ YNK Adventure, thì tụi mình quyết định đầu tư mua cái Hero 10 mới để phục vụ cho mọi người. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho vợ chồng tụi mình nha. Bây giờ cái cũ này cất sang một bên, để chút nữa mình sẽ so sánh cái three way cũ này về cái mới cho mọi người xem sao. Bây giờ mình sẽ vào phần chính là mở hộp cái GoPro Hero 10 cho mọi người xem. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp cái Hero 10 này cho mọi người xem nha. Trong cái bộ bản đồ này á, thì mình mua nó sẽ nằm trong cái hộp này. Đó. Thì mình thích cái này á, là lúc mà mình có đi camping á, mình sẽ vác cái hộp này đi. Thì mọi thứ sẽ nằm trong này á, rất là tiện, đỡ phải quên đồ. Để mình mở ra xem trong này là như thế nào. Đây, cho mọi người xem này. Đó. Cái này là cái giới thiệu này. Rồi. Nhân vật chính nằm ở giữa này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đó. À, mấy cái này là mấy cái mounting này. À, cái này có cái kẹp này mọi người. Wow, kẹp này tốt ạ, chất lượng tốt ạ. Đó. Thì cái bộ GoPro mà bundle này á, là nó đi kèm với hai viên pin nha mọi người. Đấy, để mình để đồ ra cho mọi người xem. Đó, hai viên pin nha. Thế, cái này là cái dây dữ liệu, dây sạc của GoPro. Đây. Cái này để gắn vào cái GoPro để mọi người cầm quay như thế này, nhỏ gọn tiện chứ. Đó. Hướng dẫn sử dụng. Sticker của GoPro. Ok, đấy, thì trong cái hộp là nó sẽ như vậy. Rồi, bây giờ xem GoPro nhá. Đẹp chưa? Mê chưa? Thì GoPro này là giống như cái loại chính, là nó có cái màn hình ở trước để thêm màn hình ở sau. Đó, nhưng mà cái điểm khác biệt á là cái chữ này bây giờ thành màu xanh. Đấy, bên hông này cũng vậy. Rồi. Trong cái vô trong cái
trong cái quảng cáo lúc mà mình mua nó có là nó bảo là có thẻ nhớ nữa, nhưng mà hiện tại mình chưa thấy, thì để mình mở cái máy này ra coi, nhiều khi nó nằm ở trong luôn. Có thẻ nhớ mọi người ạ. Đây nó bảo là nó sẽ cho cái thẻ nhớ 32GB. Rồi, để đợi xem thêm coi. Không có thẻ nhớ. À đây, nó nằm trong cái bao nó bị rớt ra mà mình không thấy. Đây, cái thẻ nhớ này của SanDisk 32GB. Đó, rồi, đầy đủ mọi thứ. Nhìn mê. Để mình lấy cái GoPro cũ của mình so sánh về cái này cho mọi người xem nhá. Này. Một cái là Hero 4, còn một cái là Hero 10. Đó, thì cái này nó bự hơn chút xíu. Đó. Đẹp, mê. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ mở cái này đi. Cái 3-way cho mọi người xem, để so sánh với cái cũ xem là như thế nào nhá. Cái đời mới này á, thì nhìn nó kiểu nó smooth á, nhìn nó đẹp hơn mọi người ạ. Xong rồi nó còn cho cái giấy này nữa. Ok, để mình lấy cái cũ mình cho mọi người xem. Đây là cái đời thứ nhất, cái này là cái đời thứ hai. Đó, nhìn khác nhau rất nhiều đấy. Đấy, cái này thì cái này là có cả cái đầu để mình gắn thẳng cái máy GoPro vào đây luôn. Còn cái này á thì mình phải vặn vít. Đó, thì mình thấy cái này sẽ tiện hơn này. Đó, xoay được, di chuyển được nhiều góc. Rồi, wow, cứng đấy. Nhìn cái này coi bộ ngắn hơn cái cũ ạ. Đây. Nó ngắn hơn so với cái cũ chút xíu nha mọi người. Đó. Chưa kể là để mình cái này là dùng cái phần cuối cùng này là làm cái đế luôn rồi này. Thế nó cũng tiền, nhưng mà nếu mà tính ra làm như vậy á thì cái đời cũ này á mình vặn cái dưới này này là nó phải có cái chân đế của nó ở dưới nha. Vặn ngược lại đây. Đó, nó là con cao hơn nữa. So sánh cho mọi người xem nha. Đấy, rồi mình biết nữa. Chất liệu á thì mình cảm thấy cái cũ này nó chắc chắn hơn. Giống như cái chân này á thì không bằng cái chân bên phía cái đời mới này. Đó, nhưng mà nó gập vào trong kia nó cùng tiến. Mình không biết nữa. Thấy là mỗi cái nào có một cái thế mạnh riêng. Cái này cũng không đến nổi tệ. Đấy. Cái handle này á, cầm là nó sướng hơn cái loại đời mới nhá. Cái này chỉ có nhựa thôi. Còn cái loại handle này nè, các bạn cầm giống như kiểu nó là rubber á, cho nên cầm cái cảm giác cái tay nó chắc lắm. Đó. Rất là khó để lựa chọn nha mọi người. Nếu mà cầm hai cái ở trên tay như thế này á, sau khi mà mình cầm trên tay hai cái như thế này rồi á,
Đây. Này rồi, rất là khó để lựa chọn tại vì cái chất liệu cái này nó nhựa nhưng mà cái nhựa của nó vẫn chắc chắn hơn là cái đời mới này nhá. Đó, thì mình không biết thì các bạn xem nếu mà các bạn nghĩ cái nào tốt hơn thì comment ở dưới bình luận cho mình biết với nhá. Đó, giữa hai cái này, đời 1 và đời 2. Đó, thì suy nghĩ của các bạn như thế nào? Mình thì hiện tại đang hơi nghiêng về cái này một tí. Mặc dù cái này ở trên cái đầu này này nó có cái phần adjust như thế này á. Đó, về gắn máy vào rất là nhanh, rất là tiện, giống kiểu mình đổi từ cái này qua cái kia rất là nhanh luôn. Đó, thì cái đó là cái mình thích. Nhưng mà về cái chất lượng sản phẩm, cái nhựa thì mình vẫn đang nghiêng về cái này. Đó, thì mọi người bình luận ở phía dưới cho mình biết với nhá. Rồi, sang cái tiếp theo. Sẽ mở cái cục sạc ra cho mọi người xem. Đây, cái đế sạc USB-C ở sau này. Một viên pin nữa. Đó, là 3 viên. Thêm một dây sạc nữa. Dây dữ liệu nữa. Rồi, hộp. Đó. Thì cái đế sạc này á là giống như sạc cho Hero 9. Đó. Thì nó cũng chất lượng nhìn nó cũng đẹp. Đấy, mình để đây cho mọi người xem. Rồi, mở thêm viên pin khác nha. Cái trang web mà mình mua đây á là ở bên Mỹ, của GoPro chính hãng luôn. Nhưng mà mình muốn mua thêm pin mà nó không cho. Nó bảo là vì chuyển hàng qua quốc tế cho nên là nó sẽ bị giới hạn. Nhưng mà mình hiểu là mình chọn 2 cục pin thì nó không cho, mà chọn 1 cục thì nó cho, chọn 3 cục nó không cho. Kể cả không phải là vì mình mua đây là có 3 cục rồi thì nó chỉ cho 1 cục nữa nha. Kể cả mình mua ngay từ ban đầu á, mua những cái phụ kiện khác không có dính líu gì mấy cái pin này, rồi mình thử chọn mua 2 cục pin này nó cũng không cho. Thì không hiểu, nó bảo là nó cũng gửi riêng pin cho ship từ Mỹ sang Úc. Đó, nhưng mà lại nó lại cho mua một viên. Thì mình vẫn chưa hiểu lắm. Đấy. Nghĩa là các bạn mua phụ kiện xong mua kèm một viên pin thì được, nhưng mà 2 viên thì không được. Đấy. Chà, chỉ có một viên pin thôi mà nó làm cái hộp hâm hố quá hả? Chỉ để cho một viên pin. Đấy. Là 4 viên tất cả. Thì mong là 4 viên này sẽ last, sẽ sử dụng được lâu. Đấy, trong này không có gì hết. Đó. Chỉ có một thêm viên pin mà mọi người thấy là chơi cái hộp ghê không? Ok, rồi. Cái tiếp theo. Những món đồ này đối với mình là mới nha mọi người. Tại vì mình không sử dụng GoPro lâu lắm rồi đó. Cho nên là bây giờ để đầu tư để làm vlog thì phải đầu tư một lần luôn. Vậy là cũng may đợt này là cái giá nó tốt, cho nên là mình phải mua, chứ không sau này là nó mắc lên là bỏ tay. Đây. GoPro này cái đồng hộp của nó hơi lãng phí ha. Đấy, thì cái này vặn máy vào này. Xong để bắt đầu xoay máy như thế này. Xoay ở trên cái đầu này. Đó, thử như vậy. Nó rất là chắc nha mọi người. Cho nên là không sợ là máy nó bị flip đâu. Đó, mình chưa biết á là đi giống như kiểu ví dụ như gắn cái này lên mô tô hoặc ô tô chẳng hạn, thì đi với cái lực gió lớn á thì nó có bị xoay cái máy không. Nhưng mà mình xoay bằng tay như thế này á, nó rất là chắc luôn. Đó. Thì khi nào đi vào sử dụng á, mình sẽ review thêm cho mọi người. Đó. Thì mình mục đích mình gắn cái này vào á để lúc mà mình cần có xoay cái máy lại để quay mình thì nó rất là tiện luôn. Đó, xong rồi xoay tới phía trước. Đấy. Rồi. Món đồ tiếp theo. À. Mở cái cục sạc ra coi. Sạc nhanh. Mở xong đồng đồ của GoPro này xong đi
vật recycle cũng vất vả à. Nó những cái món đồ nhỏ mà nó làm cái hộp bự quá. Rồi, mở ra. Đó. Đây là những cái đầu sạc của nhiều nước nha. Rất là hay luôn. Đấy. Nó cho đầy đủ các nước luôn. Mình nghĩ nó cũng có lý, tại vì những người sử dụng GoPro á thì người ta thường hay đi du lịch. Đó, cho nên là người ta cho những cái đầu để thay thế này á thì rất là tiện. Đây, cái đầu này là của Úc này. Rất là đẹp. Gắn vào là xài êm. Lúc đầu mua cái này á, mình cũng đắn đo suy nghĩ nhiều lắm. Thêm một cái sợi dây sạc, dây dữ liệu này. Đó, là ba sợi. Rồi, lúc đầu mua cái này mình cũng đắn đo nhiều lắm. Kiểu nghĩ là sạc bằng mấy cục điện thoại giống kiểu đi du lịch á. Thì chỉ cần mang cái cục sạc điện thoại là có thể sạc được nhiều thứ. Điện thoại này, đồng hồ này. Rồi có thể sạc GoPro này. Rồi sạc cái microphone của mình này. Nó cũng tiện. Nhưng mà mình nghĩ lại thì kiểu mình sợ sạc như vậy thì không bền cho cái viên pin này á. Mà cái máy này thì mình sẽ sử dụng dài lâu. Đó, cái pin là rất là quan trọng. Khi mà cái pin nó bị cháy rồi, quay kiểu được một tí ngày pin nó tụt thì sạc lúc đấy là mệt. Đó, thì thay vì từ ban đầu mình sạc đúng cho nó thì nó tốt hơn. Đấy. Rồi, đặt vào đây. Cầm cái cục sạc nó nặng, nó cái cảm giác nó chất lượng lắm. Đó, đặt vào xong rồi lỗ sạc găm vào đây. Đó, thì cái này nó có hai đầu là USB-C, vậy là cái sạc bình thường. Đó. Rồi, mấy cái này cất sang một bên. Cái Hero 10 này á là mình đợi lâu lắm rồi á. Đợi lâu lắm rồi, nhưng mà may là đợt này nó ra đúng như nhiều người dự kiến. Rồi, cái tiếp theo này á là cái để gắn cái microphone vào. Đó. Mình sẽ mở hộp cho mọi người xem nha. Thì trên cái hộp này là nó ghi á, cái này là cho Hero 9. Nhưng mà bây giờ cái Hero 10 nó mới ra, cho nên là ghi ở dưới này á là nó sẽ hoạt động cùng với cái Hero 10 nữa. Đó. Hướng dẫn. Đây. Đó, đây là cái khung này. Thì mình sẽ gắn cái GoPro của mình vào. Đó. Mình thích cái này là coi như nó cũng là một cái phần bảo vệ cho cái máy nữa. Đó. Thì sau này mình có thể gắn cái bóng đèn này hay là cái mic không dây của mình vào qua cái này. Đó. Còn cái này á là nếu ai muốn sử dụng cái mic này này thì gắn cái cục sộp này vào ở trong cái phần này. Đó, thì này sẽ giảm cái tiếng ồn giống như gió này nó á. Đó, nhưng mà cái mic đi kèm ở đây á nó tốt, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng cả cái mic không dây. Nó sẽ không tốt bằng cái mic không dây mà mình đang xài ở đây. Đó. Rồi. Đó. Xong một cái bộ này á nó lại cho thêm một cái bộ đế nữa. Còn gì nữa không? Hết rồi. Ok. Rồi. Cái cuối cùng, cái đèn cho GoPro nha. Đấy, thì như cái này á, nó cũng ghi là hoạt động chung với là cái Hero 10 luôn nha mọi người. Đây là cái đèn Super Q đến từ GoPro. Nó rất là nhỏ luôn, mình không biết nó sáng tới cỡ nào. Đó, thì để lúc nào mình sử dụng rồi mình sẽ cho mọi người xem.
Còn đây á, là cái gắn vào trước cái đèn này để cho cái ánh sáng nó dịu bớt á, nó không bị hát vào cái mặt mình. Đó. Mở ra đây á, là có cái dây sạc này. Đó, để gắn chắc là sạc pin đấy. Để mình mở thử nha. Đấy. Đó. Xong bây giờ gắn thử cái này này. Nó cũng sáng đấy chứ. Đấy. Gắn này vào đó cho nó làm ánh sáng nó dịu lại này. Đấy. Rồi. À, nó có nhiều nấc nữa. Ok. Rồi, tắt nha. Nó có giấy sạc này. Wow, đợt này mình nhiều giấy quá ta. 4 bộ giấy lắm. Rồi, cái này là cái đế của cái đèn này. Hết chưa? Chắc là hết rồi. Ok. Đây, thì cái đèn á sẽ gắn vào cái đế này. Đó. Xong các bạn gắn vào đâu đó, hoặc là thì đèn này á mình sẽ gắn lên cái khung này. Đó, chưa? Quá hợp lý luôn. Rồi. Đó, thì đây là toàn bộ cái quá trình mình đập hộp cái GoPro Hero 10 với những cái accessory mà cần thiết cho cái công việc quay vlog của mình. Đó, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và nhớ ủng hộ cho tụi mình nha. Còn bây giờ á, tiết mục quan trọng này, mình sẽ chỉ cho mọi người, những ai chưa biết hoặc là những ai biết rồi mà sợ không tin tưởng, là cái cách thức mà mình mua cái GoPro và những cái accessory này thì nó rất là đơn giản. Mình vào cái trang web của GoPro, trang web chính hãng á, gopro.com. Đó, thì không biết các bạn ở Việt Nam sẽ như thế nào, nhưng mà mình ở Úc á, thì mình mua thì người ta ship qua Úc. Thì như lúc này mình kể á, là từ Mỹ ship qua Úc chỉ mất 4 ngày nếu tính cả ngày chủ nhật, chứ còn không, nếu không tính ngày chủ nhật, thường thường người ta làm việc thì làm việc từ ngày thứ hai á, thì tính từ thứ hai tới giờ chỉ có 3 ngày thôi. Hôm nay ngày thứ tư, là giữa ngày thứ tư, trưa ngày thứ tư người ta đã ship rồi, thì mình hiểu là cái hàng này ship từ đâu mà nó nhanh tới như vậy. Đó, nhưng mà trang web là chính gốc là của Mỹ. Đó. Thì vì sao mà mình mua hàng là mình lại kêu rẻ, và nó rẻ như thế nào? Thì nguyên một cái máy GoPro bundle này á, là giá gốc của nó nếu không giảm giá thì là 819, cộng thêm accessory tùm lum nữa. Thì cái đống này mình mua là 1,000+ đó, mình không nhớ cái con số chính xác, nhưng mà được discount, được giảm giá tới 450. Đó, thì lý do vì sao? Lý do vì á, lúc mà mình mua ở trang web chính hãng của GoPro á, thì sẽ đăng ký 1 năm subscribe về GoPro. Thì cái đấy á, để mình xem. Đăng ký 1 năm subscription với GoPro á, ở đây không có thông tin. Thì á, cái đó các bạn đăng ký á, thì khi mà các bạn chụp hình quay phim từ cái máy này này, nó sẽ upload lên cái cloud giống như iPhone vậy á. Đó. Cái đăng ký đấy 1 năm của nó tính phí là 69 đồng. Nhưng mà sau khi đăng ký cái đó rồi á, thì các bạn mua những cái thứ ở trên website của nó sẽ được giảm giá. Thì mình tính sơ sơ lại á, và với cái tổng của mình mua là được giảm tới 30%. Thì mình mua đồ công nghệ thì cũng nhiều, mình mua máy ảnh này nó thì cũng nhiều. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy một cái máy nó mới announcement, nó mới ra mà nó lại giảm giá 30% như vậy, thì mình rất là sốc. Mình ở Úc á, ban đầu mình điền tất cả những cái chỗ như DigiDirect là cái nơi mình hay mua camera này nọ. Mình điền người ta thì người ta trong cái ngày mà nó ra mắt á, ở Úc á, thì mình điền người ta bảo là mày nghĩ sao về cái máy này, nó mới ra mắt thì làm sao tụi tao có hàng mà mày điền hỏi được. Đấy. Xong rồi mình điền qua JB Hi-Fi. Cái lý do hôm đấy là mình muốn là mua về để unbox, để quay video cho mọi người xem cho nó hào hứng.
tại đằng nào mình cũng mua mà, thì nhiều khi mắc rẻ chút xíu cũng không sao cả, để quay cho mọi người cùng hào hứng với mình cùng đập hộp cái máy Hero 10 này. Với mình là rất là đặc biệt, tại vì cái máy này này là cái máy mà vợ mình cái lý do vì sao mình không nâng cấp cái GoPro á, là cái máy này là cái máy vợ mình tặng cho mình sinh nhật, cho nên là nó vẫn sai tốt, cho nên là từ xưa đến nay á, nó ra rất là nhiều dòng, từ Hero 4 tới Hero 10 này là 6 đời rồi. Yeah, chưa kể những cái máy mà máy nhỏ kiểu của GoPro nữa, nhưng mà mình không muốn thay, mặc dù nó update nhiều thứ tốt này nọ, nhưng mà tại vì cũng là cái kỷ niệm của mình đó. Nhưng mà vì cái máy này, cái đời mới này á, tụi mình cũng chờ đợi lâu rồi để nó ra để mà mua rồi, cho nên đợt này là quyết tâm mua đấy. Thì á, hôm đấy mình rất là nôn nóng, cái hôm mà nó ra mắt á, mình rất là nôn nóng, cho nên gọi tất cả những cái nơi mà mình biết mà chuyên bán về đồ camera á, thì chỉ có duy nhất ở Melbourne này chỉ có duy nhất á là JB Hi-Fi là nó có hàng đó, có hàng ngay cái hôm mà ra mắt nha. Nhưng mà giá của nó á, là để mình check lại nha, mình mở điện thoại mình check này, giá của JB Hi-Fi sóc hàng lắm nha mọi người này. Không biết trên điện thoại mình thì mọi người thấy không? Thì đây là ở JB Hi-Fi nhá. Cái giá mà GoPro thôi á, cái loại thường chứ không phải là cái bundle như mình mua như thế này nhá, 699 đồng đô Úc. Đó. Cái bộ bundle này mình mua có thêm battery, có thẻ nhớ này nó tùm lum. Giá gốc là giá Úc là 819. Nhưng mà mình mua thì không có giá đó. Đó. Hôm đấy mình tính chạy ra JB Hi-Fi để click and collect, tại vì ở đây đang bị lockdown thì click and collect mua được. Hôm đấy mình tính mua rồi, mình gọi điện thoại để mình đặt người ta để tính collect rồi. Nhưng mà may quá là mình bảo người ta để mình suy nghĩ xong rồi có gì chút nữa mình gọi lại. Thì mình search trên internet xem thêm như thế nào. Tại vì mình cũng hơi tiếc tiền là tại cái tính mình mua mấy cái đồ công nghệ, mua mấy đồ tech á, là ít khi mình mua cái giá đúng, mình hay phải kiếm cái chỗ nào giá rẻ. Ở Úc này nó là hay có những cái kiểu đấy, cho nên là mua là phải mua được giảm giá, chứ còn mua giá gốc là buồn lắm. Đó, thì mình nghĩ là cái máy mới này á, nó ra thì rất là khó có cái chuyện mà giảm giá, cho nên mình là cũng bóp bụng là thôi chắc là phải mua rồi đó. Đó, nhưng mà cuối cùng là may mình Google mình xem, thì vào cái website ban đầu mình cũng sợ, nhưng mà website của GoPro mà, thì website chính thống mà, đâu có gì đâu. Thì mình tìm hiểu thông tin á, là mình thấy á, là lý do người ta giảm giá là do đăng ký cái mà subscription đấy thì sẽ được giảm giá. Đó, mà trong vòng 1 năm các bạn muốn cancel thì cancel, nhưng mà trước mắt đó, mình mua những ngày này mình giảm được 450. Đó, thì nó rất là lời luôn, kể cả mình chấp nhận spend 69 đồng đăng ký cái đấy mà để giảm được 450 cho nguyên một cái đống này, tuyệt vời. Đó, thì đó là cái chia sẻ của mình cho những cái bạn mà chưa biết, hoặc là những cái bạn mà tí nữa thì hấp tấp như mình mua ở JB Hi-Fi. Còn nếu các bạn thêm một cái kinh nghiệm nữa là nếu các bạn sợ đợi lâu á, thì đó, mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình luôn, là cái này ship bằng UPS của Mỹ. Thì mình không biết cái kho hàng của nó ở đâu, nhưng mà ngày mình đặt mua là ngày Chủ nhật, trưa ngày Chủ nhật. Thì cái trưa ngày thứ tư á, là 4 ngày sau đó á, là hôm nay này, là mình nhận được. Thì á, mình quá happy. Mình mua hàng ở Úc, mình chưa, nếu mà mình mua online á, mình chưa chắc á, là mình sẽ nhận được cùng thời gian như cái này nữa. Đó, cái đó là mình chưa chắc, mình chưa biết. Tại vì đợt này ở Úc, ở Melbourne á, lockdown, rồi chưa kể những cái biểu tình của bên bưu điện, bên công ty vận chuyển. Đó, thì có những món đồ mình mua trước cả cái GoPro này này, mua ở ngay Melbourne luôn, tới hôm nay mình vẫn chưa nhận được hàng. Mà cái này á, là mang tiếng mua ở Mỹ, nhưng mà hôm nay mình đã nhận được hàng rồi, thì mình quá vui. Đó, thì kết thúc cái video này là unbox một món đồ mình rất là thích để quay vlog phục vụ cho mọi người. Đó, rồi chia sẻ cho mọi người thì cách thức mua GoPro mới, hoặc là mua những cái accessory các bạn cảm thấy cần thiết cho nó rẻ.
ở trên cái website chính gốc của Úc à của sorry ở trên cái website chính gốc của GoPro là như vậy. Rồi mọi người coi thì hay thì nhớ like, share, comment và ủng hộ cho tụi mình nha. Tụi mình là YNK Adventure.